Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Mới đây, Kiev tuyên bố lực lượng Ukraine đã phá hủy một máy bay vận tải quân sự tại một sân bay sâu bên trong lãnh thổ Nga. Cơ quan tình báo quân sự của Kiev cho biết lực lượng nước này đã phá hủy máy bay vận tải TU-134 dạng sáng 13 tháng 10 tại một sân bay quân sự ở vùng Orenburg, cách biên giới với Ukraine khoảng 1.000 km trên phương tiện truyền thông xã hội. Cơ quan này còn nêu rõ những chiếc máy bay do Liên Xô chế tạo chủ yếu được sử dụng để chở lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Nga. Cơ quan này đã đăng tải đoạn phim về những gì Ukraine cho là một cuộc tấn công đốt phá, cho thấy ngọn lửa bùng cháy bên trong một chiếc máy bay nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về cách thức thực hiện cuộc tấn công này. Hiện Moscow chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Ở một diễn biến khác, cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn của NATO mang tên Steadfast Nun bắt đầu diễn ra từ ngày 14 tháng 10 tại Bắc Âu. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết cuộc tập trận diễn ra chủ yếu ở Anh, Biển Bắc, Bỉ và Hà Lan. Đồng thời cuộc tập trận được tổ chức nhằm mục đích chứng minh với các đối thủ rằng NATO đã sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa. NATO thông tin thêm cuộc tập trận được lên kế hoạch và chuẩn bị trong hơn một năm và kéo dài trong vòng 2 tuần. 8 căn cứ không quân, 2.000 quân nhân từ 13 quốc gia liên minh sẽ tham gia vào cuộc diễn tập. Nhiều loại máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu hộ tống và máy bay tiếp nhiên liệu cũng như máy bay trinh sát và tác chiến điện tử cũng tham gia vào cuộc tập trận. NATO cho rằng liên minh liên tục thực hiện tập trận nhằm đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả của lực lượng răn đe hạt nhân. Đặc biệt, máy bay chiến đấu F-35A mới của Hà Lan được sử dụng trong nhiệm vụ răn đe hạt nhân. Trợ lý Tổng thư ký NATO về chính sách và kế hoạch quốc phòng Angus Lapsley cho hay những cuộc tập trận như Steadfast Noon rất quan trọng để chứng minh năng lực hạt nhân của NATO và ngăn chặn mọi cuộc tấn công. Mặc dù NATO nói những cuộc tập trận này được lên kế hoạch từ trước, nhưng vẫn có những ý kiến lên án động thái của NATO trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng căng thẳng. Giới lãnh đạo liên minh xác nhận NATO sẽ mang bản chất liên minh hạt nhân cho đến lúc vũ khí hạt nhân không còn tồn tại. Chiến trường Ukraine đang trở thành nơi các bên liên quan thử nghiệm những loại vũ khí mới nhất của mình. Mới đây, trong một trận giao tranh ở vùng Kursk, máy bay không người lái FPV của Nga đã phá hủy một trong những nguyên mẫu của hệ thống vũ khí laser có tên là Counter UAS do Mỹ chế tạo để chống lại UAV khi lắp đặt mô đun chiến đấu trên xe bọc thép chở quân Stryker. Chiếc thiết giáp Stryker bị phá hủy ở vùng được trang bị nhiều phương tiện phát hiện và loại bỏ UAV, ví dụ như hệ thống phát tiên laser Blue Halo locus có công suất 26 kW, một bệ phóng tên lửa sử dụng đạn APK-VKS-2 70mm dẫn đường bằng laser. Đi kèm với đó còn có mô đun EOS R-400 với pháo tự động XM914 30mm và súng máy M240B cỡ 7,62 x 51mm có thể lập trình để chống lại máy bay không người lái và tấn công các mục tiêu mặt đất. Trên xe còn có các đài radar bán cầu đa nhiệm vụ NMHR, thế hệ tiếp theo được trang bị anten mảng pha chủ động AESA cũng như mô đun phát hiện quang học toàn hướng. Với xu thế phát triển hiện tại, vũ khí laser chính là tương lai. Điều này có thể thấy rõ ràng qua việc nhiều quốc gia trên thế giới đã để mắt và bắt đầu phát triển dòng vũ khí năng lượng cao này. Không chỉ có Mỹ, nhiều quốc gia khác trên thế giới như Nga, Trung Quốc và châu Âu cũng đang tích cực phát triển nhiều dạng vũ khí laser sử dụng các nguyên tắc vật lý khác nhau. Trong lĩnh vực vũ khí laser, Mỹ chính là quốc gia đi đầu với các chương trình phát triển tiên phong từ năm 1970. Tuy nhiên những giới hạn công nghệ và hiệu quả trong chiến đấu kém đã khiến chúng bị hủy bỏ hoặc chậm tiến độ. Một trong những dự án vũ khí laser đầy tham vọng của Lầu Năm Góc trong quá khứ chính là laser hàng không với mục tiêu vô hiệu hóa và phá hủy các tên lửa đạn đạo của đối phương ngay sau khi chúng rời bệ phóng. Trong các thử nghiệm thực tế, laser hàng không đã không chứng minh được hiệu quả và nền tảng phòng thủ tên lửa của Mỹ vẫn phải dựa vào các loại vũ khí truyền thống như Aegis và tên lửa đánh chặn SM-3. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trên chiến trường, các quân đội hiện đại đang chuyển sang sử dụng robot và trí tuệ nhân tạo AI để giành lợi thế chiến thuật. Cuộc xung đột tại Ukraine, dù không phải là cuộc xung đột đầu tiên sử dụng máy bay không người lái drone, đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi các thiết bị này được triển khai hàng loạt trên không, trên đất liền và trên biển. Điều này đã thúc đẩy Nga đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ robot quân sự, một trong những lĩnh vực được coi là chiến lược trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng quốc phòng đặc biệt khái niệm trí thông minh bầy đàn đã thu hút sự quan tâm lớn tại technopolis ra công nghệ này cho phép các drone hoạt động theo nhóm phối hợp mô phỏng hành vi tập thể trong tự nhiên với cách tiếp cận này mỗi drone có thể tương tác với các drone khác để hoàn thành nhiệm vụ mà không cần sự giám sát trực tiếp từ con người điều này mang lại lợi thế chiến lược quan trọng khi cho phép các drone tự động thích ứng với thay đổi trên chiến trường đồng thời tăng cường khả năng tấn công tập thể vào các mục tiêu quan trọng. Tại diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2024, Nga đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng máy bay không người lái Lancet với tầm hoạt động xa hơn, chất lượng hình ảnh tốt hơn. Bên cạnh những nỗ lực nhằm cải thiện năng lực hoạt động của máy bay không người lái cảm tử Lancet, các chuyên gia công nghệ Nga cũng đang nghiên cứu, phát triển một dòng máy bay trinh sát không người lái mới. Theo hãng thông tấn Tass, các chuyên gia đặc biệt chú trọng đến việc nâng cấp hệ thống trinh sát tấn công của Lancet nhằm tăng thời gian hoạt động trên không và cải thiện kênh liên lạc. Họ cũng đang nghiên cứu một dòng máy bay không người lái trinh sát mới có tầm bay xa hơn các phiên bản hiện tại. Trong cuộc xung đột tại Ukraine, Nga đã triển khai nhiều drone mặt đất, trong đó nổi bật là UGV Uran-9, một robot chiến đấu trang bị vũ khí hạng nặng như súng phóng lựu tự động và tên lửa chống tăng. Những hệ thống này được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động quân sự tại các khu vực đô thị nơi đòi hỏi tính chính xác và sự linh hoạt cao. Dù các nguyên mẫu robot quân sự đã cho thấy tiềm năng lớn, nhiều hệ thống vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và cần tinh chỉnh thêm trước khi được triển khai hàng loạt. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự Nga tin rằng cuộc xung đột tại Ukraine đã tạo ra một cơ hội quý giá để thử nghiệm các công nghệ mới trong điều kiện thực tế. Vào tháng 6 vừa qua, quân đội Nga đã thử nghiệm máy bay không người lái vận tải Perun có thể nâng một binh sĩ có vũ trang Máy bay không người lái vận tải hạng nặng của Nga đang được quân đội thử nghiệm. Máy bay không người lái quadcopter lớn có thể nâng tải trọng lên tới 200 kg và được quảng cáo là giải pháp hậu cần ở tiền tuyến có giá cả phải chăng. Nga cũng đang phát triển các drone y tế như Scorpion được thiết kế để sơ tán thương vong và drone trinh sát Pitbull hỗ trợ trong các nhiệm vụ tình báo và quan sát. Những công nghệ này phản ánh phạm vi rộng lớn của các ứng dụng mà Nga kỳ vọng có thể tích hợp vào quân đội trong tương lai. Việc tích hợp các hệ thống robot quy mô lớn vào các hoạt động quân sự không chỉ là một bước tiến công nghệ mà còn là yếu tố then chốt giúp Nga duy trì ưu thế chiến lược trong các cuộc xung đột tương lai. Với sự cam kết mạnh mẽ từ chính phủ, các nhà lãnh đạo quốc phòng Nga tin rằng robot tự trị sẽ là một phần không thể thiếu trong lực lượng quân đội của họ trong những năm tới. Ukraine đang tăng cường tự sản xuất các loại vũ khí khi ngành công nghiệp quốc phòng của nước này hướng tới đáp ứng nhu cầu của các binh sĩ chiến đấu trên tiền tuyến. Nhưng một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết họ vẫn cần thêm yếu tố then chốt để duy trì hoạt động sản xuất vũ khí. Ở thời điểm hiện tại, chính quyền Ukraine đang xem xét dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí được đưa ra vào năm 2022. Động thái này nhằm thu hút thêm nguồn tài chính để hỗ trợ sản xuất trong nước, đặc biệt là máy bay không người lái UAV lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa quân sự được Kiev đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu ưu tiên của quân đội nước này trong bối cảnh xung đột. Tuy nhiên ngày nay, họ đang phải đối mặt với những hạn chế tài chính nghiêm trọng, không chỉ riêng lĩnh vực sản xuất máy bay không người lái mà còn gặp khó khăn trong việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển hơn nữa lĩnh vực quốc phòng. Các chuyên gia lưu ý rằng hiện tại, lực lượng vũ trang Nga đã vượt xa quân đội Ukraine về số lượng UAV và tỷ lệ này được ước tính là 5 trên 1 thậm chí theo một số nguồn tin còn số là 10 trên 1. Nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng này, Kiev có kế hoạch tìm kiếm nguồn tài chính mới và một trong những bước đi quan trọng dự kiến được đưa ra chính là nối lại xuất khẩu vũ khí. Theo nghị sĩ Quốc hội Ukraine, ông Alexander Marikovsky, việc cho phép xuất khẩu các sản phẩm quân sự bao gồm cả máy bay không người lái có thể mang lại cho nước này khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Nguồn tiền trên sẽ không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu của quân đội mà còn mở rộng quy mô sản xuất thiết bị quân sự, đặc biệt là trong lĩnh vực UAV. Đây là bước đi hợp lý vì hiện tại chính phủ chỉ có khả năng đặt hàng số lượng vũ khí ít hơn nhiều so với năng lực sản xuất. Bước đi trên đang rất được ủng hộ. Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, Naudi, nhận xét việc mở cửa xuất khẩu vũ khí và các sản phẩm quân sự có thể là một bước đi chiến lược đối với nền kinh tế nước này. Việc mở cửa xuất khẩu vũ khí sẽ là một bước đi chiến lược nhằm củng cố nền kinh tế đất nước và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Đồng thời các khoản thuế bổ sung sẽ được áp dụng cho việc mua vũ khí và đạn dược cho lực lượng vũ trang Ukraine. Cuộc xung đột Nga-Ukraine là cơ hội để thế giới lần đầu tiên chứng kiến tên lửa đạn đạo tốc độ cao phóng từ trên không Kinza của Nga được sử dụng. Tên lửa Kinza có thể bay từ không phận Nga tới Ukraine trong vài phút, tùy thuộc vào vị trí phóng. Theo tính toán, nó có thể tấn công Kiev trong vòng 3,2 phút, Lviv trong 5,4 phút và các thành phố lớn khác như Odessa, Dnipro và Chernihiv trong vòng chưa đầy 5 phút. Với khả năng tấn công nhanh như vậy, tên lửa này đã trở thành mối đe dọa lớn đối với Ukraine. Trước đây, không quân Ukraine không thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo như Kinza, nhưng kể từ khi tiếp nhận hệ thống Patriot của Mỹ, tất cả các tên lửa Kinza của Nga phóng vào Kiev hầu như đã bị đánh chặn thành công. Hệ thống Patriot được phát triển bởi công ty quân sự Mỹ Raytheon đã được coi là một trong những hệ thống phòng không hiệu quả nhất của phương Tây kể từ chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 khi nó được cho là đã bắn hạ tên lửa đạn đạo của Iraq. Tuy nhiên, lực lượng phòng không Ukraine sẽ bị tiêu hao rất nhanh cơ số đạn đánh chặn nếu muốn bắn hạ tên lửa siêu thanh của Nga. Điều cho thấy các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ được Berlin chuyển giao cho lực lượng vũ trang Ukraine cho thấy hiệu quả thấp trong việc bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo do Viện Kinh tế Kien Đức trình bày về hiệu quả thực sự của những tổ hợp tên lửa phòng không Mỹ trong thành phần tác chiến của quân đội Ukraine. Số liệu thống kê cho biết căn cứ số tên lửa sử dụng cho mỗi mục tiêu và chiếu bắn hạ không quá 1 phần 3 số tên lửa của Nga và gần 2 phần 3 lên tới 66% số lượng máy bay không người lái cảm tử loại Geran 2. Những hệ thống phòng không được rút khỏi biên chế Bundeswehr, quân đội Đức và chuyển đến Kiev đã bắn hạ 50% tổng số tên lửa hành trình Kalib, 22% tên lửa hành trình chiến thuật, KH-5969, 4% tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, 0,6% tên lửa phòng không S-300-400 khi tấn công mặt đất và 0,55% tên lửa siêu thanh KH-22. Trong khi đó, để bắn hạ tên lửa siêu thanh KH-47M2 Kinza, cần một loạt đạn lớn, cụ thể là với toàn bộ số lượng trên bệ trực chiến của một tiểu đoàn hệ thống tên lửa phòng không 16 đến 32 đạn. Tuy nhiên, thao tác này tiêu tốn từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đô la Mỹ và không còn được sử dụng do giá thành cao. Hình ảnh về những tên lửa AIM-9X Block 2 tối tân đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine đã được Bộ Tư lệnh Phòng không Trung Tân đăng tải và thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông trong cũng như ngoài nước. AIM-9X Block 2 là tên lửa không đối không tầm ngắn hiện đại. Loại đạn đặc biệt này sẽ tăng cường đáng kể khả năng của hàng không Ukraine bao gồm cả tiêm kích F-16 cũng như hệ thống phòng không NASAMS. Cần nhấn mạnh tên lửa được thiết kế để lắp đặt trên nhiều loại máy bay hiện đại, bao gồm F-15C Eagle, F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler, F-22 Raptor và tất cả các biến thể F-35 Lightning II. Theo đánh giá trong thời gian trước mắt, chủ yếu tên lửa AIM-9X sẽ được hệ thống phòng không NASAMS sử dụng để bắn hạ tên lửa hành trình và các mục tiêu trên không khác của Nga. Vào tháng 5 năm 2024, có thông tin cho rằng quân đội Ukraine đã nhận được phiên bản mới nhất của hệ thống phòng không NASAM S-3 có thể sử dụng tên lửa IEM-9X thế hệ mới. IEM-9X Block 2 có tầm bắn khoảng 32 km và được trang bị đầu đạn nổ mạnh, phân mảnh, với tốc độ cao, sự chính xác và khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Tên lửa này được đánh giá là vũ khí quan trọng trong các tình huống không chiến hiện đại, được trang bị hệ thống dẫn đường nâng cấp, khả năng khóa mục tiêu sau khi phóng và khả năng kiểm soát vector lực đẩy được cải thiện, AIM-9X Block 2 có độ chính xác và tính linh hoạt cao hơn khi tấn công các mục tiêu trên không di chuyển tốc độ cao, khiến nó cực kỳ hiệu quả trong cả không chiến tầm gần và các cuộc tấn công ngoài tầm nhìn. AIM-9X Block 2 là loại tên lửa mới nhất của dòng AIM-9 Sidewinder vốn là nền tảng trong hệ thống phòng không của Mỹ và đồng minh trong nhiều thập kỷ. Những cải tiến so với các phiên bản trước bao gồm khả năng tấn công các mối đe dọa từ mọi hướng, giúp tên lửa này trở thành một sự bổ sung đáng gờm cho bất kỳ lực lượng không quân nào. Đầu đạn nổ mạnh được thiết kế để phá hủy hiệu quả nhiều mục tiêu trên không khi va chạm và độ tin cậy đã được chứng minh đảm bảo duy trì ưu thế trên không cho các quốc gia đồng minh trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Ở diễn biến khác, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vừa qua cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công một kho dầu của Nga gần thị trấn Rovenki, vùng Lugansk. Theo cơ quan này, vụ tấn công do cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine thực hiện. Báo cáo sơ bộ cho thấy một vụ hỏa hoạn đã được ghi nhận tại khu vực. Đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên của các lực lượng Ukraine nhằm vào kho dầu ở Rovenki. Trước đó vào tháng 5 năm nay, kho dầu cũng đã bị máy bay không người lái tấn công và đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Hiện giới chức Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Một đội máy bay không người lái UAV bí ẩn có khả năng đã do thám căn cứ không quân ở bang Virginia vào tháng 12 năm ngoái, trong khi Mỹ không có khả năng ngăn chặn chúng. Đây là thông tin được tờ Washington Journal tiết lộ, sau khi dẫn lời của hàng chục quan chức Mỹ, báo cáo từ cảnh sát và tài liệu tòa án. Theo tờ báo, vào cuối năm ngoái, dàn UAV đã được phát hiện bay phía trên căn cứ không quân Langley ở bang Virginia. Đây là một trong những căn cứ của Mỹ có tiêm kích tàng hình F-22 Raptor. Cựu tướng không quân Mỹ Mark Kelly ước tính chiếc UAV dẫn đầu có chiều dài khoảng 6 mét, bay với tốc độ khoảng hơn 170 km h ở độ cao khoảng 1.000 mét. Theo sau là các UAV khác. Báo cáo cho biết, các UAV bay theo mô hình gồm từ 1 đến 2 UAV cánh cố định, đi kèm với các UAV 4 cánh nhỏ hơn, có kích thước gần bằng loại thương mại. Cũng theo ông Kelly, hàng chục UAV đã di chuyển về phía nam, qua vịnh Chesapeake, hướng đến Norfolk và căn cứ đóng quân của đơn vị tác chiến đặc biệt SEAL, Team 6 của Hải quân Mỹ cũng như căn cứ Hải quân Norfolk, cảng hải quân lớn nhất thế giới. Khi tin tức này được báo cáo đến Nhà Trắng, các quan chức Mỹ được cho là đã bối rối khi nghĩ cách phản ứng. Mỹ đã triển khai loạt biện pháp ứng phó nhưng bất thành. Radar quân sự thường không thể bắt được UAV và cần hiệu chỉnh lại. Cảnh sát đã cố gắng truy đuổi những chiếc UAV, theo dõi chuyển động nhưng cuối cùng không xác định được chủ nhân của chúng. Trong khi đó, theo Wall Street Journal, luật liên bang cấm quân đội bắn hạ UAV gần các căn cứ quân sự trừ khi chúng gây ra mối đe dọa ngay lập tức. Điều này không bao gồm các hoạt động do thám trên không. Việc gây nhiễu UAV thì bị coi là rủi ro đối với hệ thống khẩn cấp 911 và mạng Wi-Fi tại địa phương. Sử dụng vũ khí năng lượng định hướng để bắn hạ chúng thì lại bị coi là quá rủi ro đối với máy bay thương mại. Cũng theo Wall Street Journal, vào ngày 23 tháng 12 năm 2023, dàn UAV đã dừng bay và cho tới nay thủ phạm điều khiển chúng vẫn là điều bí ẩn. Song theo các nhà chức trách, vụ xâm nhập chưa từng có này mang tính chất vô cùng phức tạp. Do đó, những người bình thường có sở thích điều khiển UAV khó có thể thực hiện. Đây cũng không phải là trường hợp duy nhất liên quan tới những chiếc UAV bí ẩn xuất hiện phía trên cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ. Hồi tháng 8, năm UAV đã bay phía trên khu vực an ninh quốc gia Nevada, một cơ sở thử nghiệm hạt nhân chiến thuật của Mỹ, bên ngoài thành phố Las Vegas. Giới chức Mỹ hiện vẫn chưa xác định được những kẻ đứng sau cuộc xâm nhập này. Mới đây, hãng thông tấn SPA của Ả Rập Xê Út đưa tin các lực lượng hải quân và không quân của Hy Lạp, Ai Cập, Pháp, Cộng hòa Ship cùng với Ả Rập Xê Út đã bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên Medusa 13 được tổ chức tại Hy Lạp. Theo chỉ huy hải quân Ả Rập Xê Út, Đại tá Fat al Humaidi al Otaibi, cuộc tập trận này được thiết kế nhằm tăng cường hợp tác quân sự quốc tế và thúc đẩy hợp tác an ninh chung giữa các nước tham gia. Trọng tâm của cuộc tập trận Medusa 13 là thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu chung, sử dụng vũ khí hiện đại, phối hợp giữa các đơn vị khác nhau để chống lại các mối đe dọa hàng hải phi truyền thống và trao đổi chuyên môn trong việc bảo vệ các khu vực hoạt động khỏi nhiều mối nguy hiểm khác nhau. Cuộc tập trận sẽ kéo dài vài ngày, diễn ra trên đảo Crete của Hy Lạp và tại các khu vực hoạt động quan trọng ở địa Trung Hải. Medusa 13 sẽ bao gồm các hoạt động quân sự, hoạt động thông tin, tấn công đổ bộ và kịch bản sơ tán dân thường, làm nổi bật tính toàn diện của hoạt động huấn luyện này. Cuộc tập trận chung dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào việc nâng cao năng lực hải quân và không quân cho tất cả các quốc gia tham gia, đồng thời thúc đẩy an ninh khu vực. Theo ban tổ chức, các nước tham gia cuộc tập trận Medusa 13 đã cử các binh sĩ thuộc những đơn vị của lực lượng hải quân, thủy quân lục chiến, cùng nhiều máy bay và tàu chiến tham dự hoạt động huấn luyện chung này. Trước đó, cuộc tập trận Medusa Trial đã được tổ chức vào tháng 11 năm 2012 với sự góp mặt của quân đội các nước, bao gồm Hy Lạp, Cộng hòa Ship Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Mỹ. Trong khi đại diện của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Bahrain, Jordani, Đức, Pháp, Rumani, Congo và Maroc đóng vai trò quan sát viên. Trang tin Bruxelles Channel.eu mới đây dẫn lời một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu, EU, tuyên bố rằng kế hoạch hội nhập Ukraine vào EU hiện không bao gồm các khu vực của nước này hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Phát biểu trong một sự kiện của Ủy ban các khu vực COR, ông Morejilin, người đứng đầu đơn vị hợp tác liên khu vực và xuyên quốc gia của Ủy ban châu Âu, xác nhận rằng quá trình hội nhập này sẽ tập trung vào các khu vực do Kiev kiểm soát. Ông Jilin nêu rõ, quá trình hội nhập của Ukraine vẫn tiếp tục tập trung vào cấp độ khu vực, không bao gồm các khu vực do Nga kiểm soát vào thời điểm hiện tại. Điều đó có nghĩa là các khu vực như Donetsk và Lugansk sẽ không được xem xét cho việc hội nhập vào EU cho đến khi chúng trở lại dưới sự kiểm soát của chính quyền Ukraine. Mặc dù vậy, ông Zelensky cũng cho biết EU hy vọng sẽ áp dụng các quy trình tương tự cho những khu vực trên sau khi chúng được Ukraine giành lại quyền kiểm soát, tức là sẽ có những bước đi nhằm chuẩn bị cho sự hội nhập trong tương lai. Ngoài ra, EU ước tính chi phí tái thiết các vùng lãnh thổ Ukraine dưới sự kiểm soát của Kiev có thể lên tới 450 tỷ euro, tương đương gấp 3 lần ngân sách hàng năm của nước này ông Andreas giá là thành viên hội đồng thành phố Rakvere của Estonia và cũng là thành viên nhóm công tác CR với Ukraine, đã chỉ ra rằng việc phục hồi này sẽ cần sự hỗ trợ to lớn từ EU và các quốc gia thành viên. Mặc dù Ukraine hiện chưa phải là thành viên của EU hay NATO, Bruxelles đã làm việc không ngừng trong nhiều năm để phát triển các khu vực trọng điểm cho sự hội nhập vào EU trong tương lai. Chính quyền Ukraine cũng đã đề ra những kế hoạch tái cấu trúc công nghiệp phù hợp với các ưu tiên cho sự hội nhập. Trong đó, bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng là ưu tiên hàng đầu. Bà Valeria Volkova, một thành viên của Hội đồng thành phố Kremenchuk, đã nhấn mạnh rằng việc tăng cường năng lực của các nhà máy điện mặt trời là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Ukraine. Cùng với đó, ngành công nghiệp quốc phòng cũng sẽ được chú trọng, với sự tập trung vào sản xuất thiết bị bay không người lái và trang thiết bị quân sự nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, bất chấp những tiến triển trong việc hội nhập, vẫn còn tồn tại những nghi ngại ở một số khu vực của Ukraine về quá trình gia nhập EU. Một số quốc gia, chẳng hạn như Bulgaria, lo ngại rằng sự mở rộng này có thể tạo ra những áp lực tài chính lớn lên ngân sách quốc gia. Ba Lan cũng tỏ ra lo ngại vì họ cho rằng có thể xảy ra xung đột lợi ích giữa Ukraine và nước này, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Vừa qua, Phó Thủ tướng Shakby Alexander Vulin cho biết Liên minh châu Âu EU đang đưa ra những yêu cầu ngày càng cứng rắn đối với Serbia và không đưa ra bất kỳ tiến triển nào về tư cách thành viên. Để đổi lại, Belgrade sẽ khám phá lựa chọn thay thế là gia nhập BRICS. Theo đó, phó thủ tướng Vulin nói với tờ báo Đức Berliner Zeitung trong cuộc phỏng vấn được công bố mới đây: "EU chỉ cần nói là không muốn chúng tôi. Chúng tôi coi EU là đối tác, nhưng chúng tôi không hoàn toàn chắc chắn rằng EU coi chúng tôi là đối tác. Tại sao các vị cứ đặt ra những điều kiện mà chúng tôi không thể đáp ứng?" Shakbi, nước Cộng hòa lớn nhất của Nam Tư Cũ, đã nộp đơn xin gia nhập EU vào năm 2009 và trở thành ứng cử viên kể từ năm 2012. Nhưng EU gần đây nêu thêm điều kiện gia nhập với Shakbi là phải công nhận tỉnh ly khai Kosovo. Theo Phó Thủ tướng Vulin, Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa bao giờ buộc Shakbi phải lựa chọn giữa Bruxelles và Moscow hoặc đe dọa các đứt quan hệ nếu Belgrade bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU. Về vấn đề này, ông Vulin đã đưa ra câu hỏi chờ lời giải đáp của Liên minh châu Âu trong khi đó các nhà đàm phán eu nói với chúng tôi nếu các vị không cắt đứt quan hệ với nga các vị sẽ không được gia nhập eu vậy chúng tôi có phải là đối tác hay không hay chúng tôi không có quyền lợi riêng của mình đồng thời phó thủ tướng shirby khẳng định rằng sẽ là vô trách nhiệm nếu nước này không xem xét tất cả các cơ hội bao gồm cả tư cách thành viên của brics ông nhấn mạnh nếu brics gần đây đã thu hút thêm nhiều thành viên mới như các tiểu vương quốc ả rập thống nhất ả rập xê út hoặc thổ nhĩ kỳ thì điều này cũng tương tự như đối với Schuber. Không còn nghi ngờ gì nữa, BRICS hoàn toàn có thể thay thế EU. BRICS đã vượt qua khối G7 do Mỹ đứng đầu về thị phần GDP toàn cầu, có ngân hàng phát triển riêng và đã mở rộng từ 4 thành viên vào năm 2006 gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc lên 5 thành viên bao gồm cả Nam Phi vào năm 2011. Đầu năm 2024, 4 quốc gia Ai Cập, Iran, Ethiopia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã chính thức trở thành thành viên của nhóm và Ả Rập Xê Út đang hoàn tất quá trình gia nhập. Cho tới tháng 9 năm nay, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov xác nhận rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS và trở thành quốc gia NATO đầu tiên nộp đơn. Hàng chục quốc gia khác, trong đó có Azerbaijan, Algeria, Indonesia, Pakistan, Malaysia, Nigeria, Thái Lan, Venezuela, Kazakhstan, Palestine, Cộng hòa Dân Chủ Congo, Gabon, Bangladesh, Bahrain, Coet, Senegal và Bolivia cũng đã bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS. Theo trang tin Axios của Mỹ, người đứng đầu cơ quan tình báo Sinbet của Israel, ông Ronen Bar mới đây đã có chuyến đi bí mật tới Cairo để thảo luận với Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Ai Cập Abbas Kamen về việc khôi phục đàm phán ngừng bắn. Nguồn tin cho biết, một trong các nội dung thảo luận trọng tâm là vấn đề cửa khẩu Rafah trên đường biên giới chung giữa giải Gaza và Ai Cập. Khu vực này đã bị Israel kiểm soát từ hồi tháng 5 khi lực lượng phòng vệ Israel IDF mở chiến dịch bộ binh vào phía nam Gaza. Tuy nhiên, cuộc thảo luận đã không đạt được bất kỳ đột phá nào. Hồi tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tái khẳng định lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Israel-Hamas ở Gaza sẽ là cách tốt nhất để ngăn chặn bạo lực lan rộng ở Trung Đông. Cụ thể, trong cuộc họp báo chung sau cuộc họp với người đồng cấp Ai Cập, Bad Abdelati, ông Blinken cho biết hai bên đã thảo luận về tầm quan trọng của việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn và sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu này cùng với đối tác trong khu vực là Qatar. Ông Blinken nhấn mạnh lệnh ngừng bắn là cơ hội tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, để giải quyết các nguy cơ đe dọa sự ổn định của khu vực. Về phần mình, Ngoại trưởng Ai Cập Bad Abdelati khẳng định Cairo sẽ không chấp nhận bất kỳ thay đổi nào đối với các thỏa thuận an ninh đã có trên biên giới với Gaza trước khi xung đột nổ ra giữa Israel và Hamas. Ông Abdelati nhắc lại lập trường phản đối mọi sự hiện diện quân sự dọc theo phía đối diện của cửa khẩu biên giới và hành lang Philadelphia. Theo thông báo từ văn phòng tổng thống Ai Cập, trong cuộc thảo luận kéo dài 90 phút, hai bên đã bàn về cách tăng cường nỗ lực chung giữa Ai Cập, Mỹ và Qatar để đạt được tiến triển trong đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin. Ông Sisi cũng kêu gọi can thiệp quyết liệt để đẩy nhanh việc vận chuyển viện trợ vào Gaza và chấm dứt các hành vi vi phạm của Israel ở Bờ Tây theo nguồn tin mỹ hai trở ngại chính trong đàm phán hiện nay là israel từ chối rút khỏi hành lang philadelphia dọc biên giới ai cập gaza và yêu cầu mới của hamas về việc thả tù nhân palestine được biết tiến trình đàm phán gián tiếp giữa israel và hamas dưới sự trung gian của mỹ ai cập và qatar đã bị đình trệ từ nhiều tuần trước sau khi quân đội israel chuyển trọng tâm tác chiến về mặt trận phía bắc tức chiến trường liban nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại mặt trận gaza bao gồm các nỗ lực chấm dứt xung đột tại đây bị lãng quên trong bối cảnh dư luận đổ dồn sự chú ý vào chiến trường Liban cũng như cục diện đối đầu quân sự nguy hiểm giữa Israel và Iran. Lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL cho biết hai xe tăng Mekava của Israel đã phá hủy cổng chính và đột nhập căn cứ lúc bình minh ngày 14 tháng 10. Sau khi xe tăng rời đi, các quả đạn pháo phát nổ cách đó 100m tạo ra khói bao trùm khắp căn cứ, ảnh hưởng đến các nhân viên của UNIFIL. Quân đội Israel nói rằng các chiến binh Hezbollah đã bắn tên lửa chống tăng vào quân đội Israel, khiến 25 người bị thương. Cuộc tấn công diễn ra rất gần đồn của Unifin và một chiếc xe tăng giúp sơ tán những người bị thương và sau đó đã lùi vào đồn của Unifin. Trong một tuyên bố, quân đội Israel nói rằng đã tạo khói để che chắn hoạt động sơ tán những binh sĩ bị thương, nhưng hành động của họ không gây nguy hiểm cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc thủ tướng israel benjamin netanyahu gửi thông điệp tới tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã đến lúc các ngài phải rút unifin khỏi thành trì của hezbollah và khu vực chiến sự ông netanyahu nói động thái từ chối rút quân của unifin chỉ khiến họ biến thành con tin của hezbollah điều này gây nguy hiểm cho cả họ và binh sĩ của chúng tôi thủ tướng israel cho biết ông rất tiếc trước những tổn thất với unifin và đang nỗ lực ngăn chặn điều này hết sức có thể ông nhấn mạnh cách đơn giản nhất là rút quân khỏi khu vực nguy hiểm. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stefan Dujaric cho biết trong tuyên bố đưa ra vừa qua rằng Tổng thư ký Antonio Guterres bày tỏ sự biết ơn lực lượng gìn giữ hòa bình của UNIFIL, những người giữ nguyên vị trí. Ông khẳng định lá cờ Liên Hợp Quốc vẫn tiếp tục tung bay. Tổng thư ký nhắc lại lời cảnh báo rằng không được phép biến lực lượng gìn giữ hòa bình thành mục tiêu. Ông Dujaric tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình là vi phạm luật pháp quốc tế bao gồm luật nhân đạo quốc tế, điều đó có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Các binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc liên tiếp bị thương tại miền Nam Liban những ngày gần đây, khiến Israel hứng chịu sức ép lớn từ cộng đồng quốc tế. Một số nước cử binh sĩ tham gia UNIFIL đã chỉ trích mạnh mẽ Israel. Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel, cũng yêu cầu nước này ngừng tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. UNIFIN được thành lập năm 1978 để giám sát hoạt động rút quân của Israel sau khi nước này tấn công Liban để đáp trả vụ tập kích của các tay súng Palestine. Lực lượng này có khoảng 10.000 binh sĩ với nhiều quốc tịch khác nhau, đóng quân tại nhiều căn cứ giải rác dọc biên giới Israel, Liban. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận vào sáng 14 tháng 10 rằng UAV của Hezbollah đã tấn công một căn cứ quân sự gần Binyamina của Israel và thừa nhận 4 binh sĩ IDF đã thiệt mạng, 7 người khác bị thương nặng trong vụ việc. Hezbollah cũng tuyên bố họ đã tấn công vào doanh trại quân đội Golani Brigade ở Binyamina, Israel bằng loạt máy bay không người lái. Khu vực này nằm ở phía nam Haifa, nơi thường xuyên là mục tiêu tấn công của Hezbollah trong những tuần gần đây. Phát ngôn viên của IDF Daniel Hagari cho biết trong một tuyên bố rằng một UAV đã vượt qua được hệ thống phòng không của Israel và tấn công căn cứ. Phát ngôn viên IDF nói thêm IDF đang điều tra xem làm thế nào chiếc UAV này có thể vượt qua được hệ thống phòng không mà không bị phát hiện. Israel cấm mọi hành vi chia sẻ hình ảnh hoặc video về hậu quả của các cuộc tấn công của đối thủ nhằm vào các địa điểm trong nước. Tuy nhiên, các video chưa được xác nhận lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội, dường như cho thấy một căn tin có mái bị hư hại. Theo Sky News đưa tin, ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein vừa cho biết Israel đã bị cấm sử dụng không phận Iraq trong bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran. Theo đó, quan chức ngoại giao Iraq cảnh báo một cuộc xung đột toàn khu vực sẽ gây ra khủng hoảng toàn cầu và cho phép các nhóm cực đoan như nhà nước hồi giáo IS tự xưng tái xuất hiện. Sky News dẫn lời ông Fuad Hussein khẳng định: "Chúng tôi đang cố gắng giữ cho khu vực và Iraq tránh xa khỏi xung đột." Giới chức Israel nhiều lần khẳng định sẽ tiến hành biện pháp trả đũa khốc liệt và khiến Iran phải hối hận vì cuộc tập kích tên lửa vào Israel tối mùng 1 tháng 10. Chính quyền Mỹ cũng tuyên bố ủng hộ quyền đáp trả của Israel, coi đó là quyền tự vệ chính đáng của đồng minh. Tuy nhiên cho đến nay, chưa có bất kỳ quyết định tấn công đáp trả nào được đưa ra. Trong bối cảnh thế giới hồi hộp chờ phản ứng của Israel thì vừa qua, theo CNN đưa tin, ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cho biết, khu vực Trung Đông đang phải đối mặt với những thách thức nguy hiểm. Ông Arachi đồng thời khẳng định, Tehran không muốn xung đột nhưng luôn sẵn sàng sự chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất quan chức Iran cũng cho biết thêm, Tehran không có làn danh đỏ trong việc bảo vệ lợi ích của đất nước. Cụ thể, ông Arachi nói, trong những ngày gần đây, mặc dù chúng tôi đã rất nỗ lực ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện trong vùng, nhưng tôi cũng nói rõ rằng Iran không có làn danh đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của mình. Thời gian vừa qua, do lo ngại về các cuộc tấn công đáp trả của Israel, chính phủ Iran đang được cho là tích cực tham gia vào các nỗ lực ngoại giao khẩn cấp với các quốc gia ở Trung Đông để giảm thiểu căng thẳng. Dẫn các nguồn tin thân cận với vấn đề trên, đài truyền hình CNN cho biết mối lo ngại của Iran xuất phát từ sự không chắc chắn về việc liệu Mỹ có thuyết phục Israel không tấn công các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran hay không. Trong bối cảnh các lực lượng dân quân thân Iran trong khu vực như Hezbollah và Hamas đã bị suy yếu đáng kể bởi các hoạt động quân sự của Israel trong những tuần gần đây. Trong khi đó, một nhà ngoại giao Ả Rập cho hay các đồng minh vùng vịnh của Mỹ, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Qatar cũng đã bày tỏ lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel vào các cơ sở dầu mỏ của Iran có thể gây ra những tác động tiêu cực về kinh tế và môi trường cho toàn bộ khu vực.